Và trong khóa học này chúng ta sẽ được cùng nhau thực hành một bộ môn là bộ môn khí công cười, để chúng ta luôn luôn thì nâng cao cái nguồn chính khí, nâng cao cái sự rung động trong cơ thể chúng ta. Các cụ chúng ta có câu là gì ạ? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Nhưng buổi sáng này ai chúng ta đã, trong số tất cả quý vị chúng ta ai đã cùng cười rồi. Và trong khóa học này Huyền Trân đã chia sẻ những cái bề sâu của nụ cười, làm thế nào để chúng ta cười thoải mái nhất, làm thế nào để chúng ta cười an lạc nhất, làm thế nào để chúng ta cười gì, cười từ gì, từ bên trong, để xây dựng cho chúng ta có một sức khỏe gì bền vững gì chắc chắn, và gì tâm khỏe, thân gì gì khỏe mạnh, tâm thì an, và gì luôn luôn tái tạo được nguồn năng lượng trong cơ thể chúng ta. Cười tươi là gì? Tiền tươi, cười vang là giàu sang, đúng không ạ? Luôn luôn chúng ta nở một nụ gì, nụ cười, đúng không? Thank you.